Khe Tiền ở xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Thì bây giờ mình đang đứng ở lối xuống của thác Khe Tiền đây. Bảng chỉ dẫn đường xuống thì thác Khe Tiền này cách Đồng Văn khoảng tầm chục cây số. Thì đi từ Đồng Văn đi theo hướng Quảng Sơn để rẽ ra cối thì trên đường rẽ ra Hải Hà. Thì con thác này nó nằm ở phía bên tay trái và đi xuống dưới đường. Mình bây giờ đang đi xuống đây. Đường xuống thì cách đường cái bên trên này mình phải đi bộ xuống khoảng tầm 300 m. Đi xuống với cái đường đất như này thì trời mưa thì đi nó sẽ khó khăn hơn. Thì mình sẽ đi vào trời nắng thì nó sẽ an toàn hơn. Đường xuống đây thì là một rừng trúc, rất là nhiều tre trúc, và đây là có cả những cây dương xỉ rất là to, dương xỉ cổ đại. Đường xuống bên dưới thì bao phủ hai bên là rừng tre trúc, rất là mát. Trời bên ngoài thì nắng nhưng mà đường đi vẫn còn ẩm ướt này, cho nên là khí hậu ở đây rất là mát. Đây, hai bên là rừng tre trúc rất là nhiều. Đây vẫn có cả những cái cây rong, rong rừng đây. Lá rất là bé. Rừng ở đây thì được chính quyền ở đây bảo hộ rất là tốt, cho nên là vẫn còn có vẻ rất là hoang sơ, nguyên sinh. Và đi vào trong những rừng rừng trúc như thế này, rất đẹp. Đây trên đường đi có những cây cổ thụ rất là to, rêu xanh phủ kín cây. Khí hậu ở đây thì rừng tre này rất là ẩm ướt, cho nên là có những cây tre rất là to như này và thẳng tắp.
đây có những cái cây dương xỉ to như thế này, to và cao này, trông như gọi là rừng nguyên sinh cổ đại. Đây cây dương xỉ đây rất là to, cao quá đầu người và thân cứng như gỗ. Cây này ghép lan lên thì tuyệt đẹp. Cái tiền này thì cũng mới được chính quyền ở đây khai thác du lịch, nhưng mà mới chỉ là giai đoạn đầu làm đường thôi, đường xá thì vẫn khó khăn. Ở đây thì đường vẫn là đường đất thôi, gọi là phát cây phát cối và làm sạch làm đường để đi lại thôi, chứ cũng chưa phát triển gì nhiều. Cho nên là con thác này cũng đang rất là hoang sơ. Chị ơi, hả? Phạt thì biết. Đây đến gần đến thác rồi. Nghe tiếng tiếng thác chảy rất là to. Không có đâu. Khu rừng trên Bình Liêu này để cẩn thận vắt, ẩm ướt như này rất là nhiều vắt, nhưng mà từ nãy giờ thì chưa phát hiện có con nào cả. Chắc là khu vực ở đây là cũng có vắt. Đây rồi, đến thác đây rồi. Đường xuống đây thì đến gần bên thác thì khá dốc, khá dốc và nguy hiểm, ở tận trơn ấy, quên mất đeo đôi giày. Tảng đá này rất là nhiều rêu luôn, dép không có độ ma sát này, khá trơn. Xuống đến đây rồi thì tiếng thác nó chảy ồn quá. Ở đây có những cái tảng đá xếp chồng lên nhau rất là to tạo nên một cái cảnh tượng rất là hùng vĩ. Wow, thác đây rất là trong rồi. Nước ở đây rất là trong, đứng đây cũng có thể nhìn thấy nước rất là trong. Đây đã thấy tía, đã thấy bọt nước nó bắn tung tóe ra đây rồi, ẩm ướt đây. Phải nói là thác này là một cái thác rất là đẹp, rất là nhiều nước chảy ào ạt.